Dẫn người yêu ra mắt hội bạn chuyển giới, Lâm Khánh Chi đã nhận cái kết đắng. Tưởng Lâm Khánh Chi đã đẹp và gợi cảm rồi, nhìn sang đàn em vẫn phải khóc thét. Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi liên tiếp để lộ thông tin về bạn trai mới và chuẩn bị làm đám cưới. Hiện tại, nữ ca sĩ đang chìm đắm trong tình yêu với một anh chàng có ngoại hình điển trai và cao ráo. Mới đây, Lâm Khánh Chi còn khoe trên trang cá nhân hình ảnh cô đưa bạn trai đi gặp gỡ các cô bạn cũng là người chuyển giới của mình. Có thể thấy, Lâm Khánh Chi mặc chiếc váy khoét vô cùng gợi cảm, khoe vòng một không thể nóng bỏng hơn. Lâm Khánh Chi mặc váy khoét ngực vô cùng táo bạo. Nữ ca sĩ khoe body không thể nóng bỏng hơn. Tuy nhiên, nhìn sang bạn bè của cô cũng choáng không kém. Ngoài thân hình nóng bỏng mềm mại giống hệt chị em phụ nữ xịn, thì gương mặt của những cô gái này có phần trẻ trung hơn Lâm Khánh Chi. Tưởng rằng Lâm Khánh Chi đã gợi cảm và sexy lắm rồi, không ngờ gặp gỡ đàn em cũng chẳng hề kém cạnh. Lâm Khánh Chi khoe dáng bên loạt đàn em chuyển giới, có thể thấy cô nào cũng đẹp và rất nữ tính. Lâm Khánh Chi và bạn trai trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Đàn em chuyển giới của Lâm Khánh Chi nhìn đẹp chẳng kém phụ nữ, rất quyến rũ và nóng bỏng. Lâm Khánh Chi đã hút mắt rồi, nhìn các em trẻ tuổi còn hấp dẫn hơn. Nữ ca sĩ ngày càng sexy và ăn mặc đẹp hơn. Ngoài những người bạn chuyển giới, Lâm Khánh Chi còn giới thiệu bạn trai mới với bạn trai cũ Việt Kiều của mình. Lâm Khánh Chi rạng người bên bạn trai cũ và mới. Đây là chàng trai Việt Kiều từng có tình cảm với Lâm Khánh Chi trước đó, tuy nhiên hai người đã chia tay. Thấy Ngọc Lan đang trang điểm, chồng Thanh Bình nói một câu khiến bà vợ nào cũng thấy đắng lòng. Ngọc Lan chắc cũng phải chạnh lòng khi nghe chồng nói như vậy. Mới sinh con được 2 tháng, nhưng Ngọc Lan khiến ai cũng phải ghen tị với nhan sắc của mình. Bà mẹ một con này luôn cảm nhận mình đã xuống sắc, nhưng người hâm mộ lại không thấy như vậy. Kể cả khi để mặt mộc, Ngọc Lan trông vẫn trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, chồng của nữ diễn viên lại có suy nghĩ hoàn toàn khác về nhan sắc của vợ. Mới đây, trong một livestream của Ngọc Lan khi đang make up, Thanh Bình đã xuất hiện và nhận xét quá choáng. Ngọc Lan được Thanh Bình đưa đi make up tại một salon của người bạn. Khi vợ đang mãi livestream, Thanh Bình liền bình luận một câu khiến ai cũng phải cười. Nam diễn viên trêu chọc vợ, trời có ai nghĩ tôi là chồng bà không vậy? Ngọc Lan cũng hỏi lại, chứ người ta tưởng gì? Anh đáp rất tỉnh, mẹ con. Ngọc Lan cũng không vừa, khi hỏi vặn lại, ba nghĩ sao mà mặt ba sánh bằng với mặt phôi mà đòi làm con em, nhưng lại nhận được câu trả lời bá đạo không kém, nó là em tôi mà. Đến đây thì Ngọc Lan cũng phải bó tay với chồng luôn. Mặc dù chơi Ngọc Lan già hơn mình, nhưng hiếm có được ông xã nào cưng chiều vợ như Thanh Bình. Vũ Khắc Tiệp có thể thuê cả chiếc Boeing để mang đêm hội chân dài sang Đức. Đêm hội chân dài lần thứ 11 sẽ không diễn ra tại Việt Nam mà sẽ được tổ chức tại Berlin của Đức. Để kịp chuẩn bị, ông bầu Vũ Khắc Tiệp cho biết có thể sẽ thuê cả chiếc Boeing để chuyên chở. Giám đốc công ty người mẫu Venus, ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp cho biết đêm hội chân dài 11 tại Berlin của Đức sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6, 2017 tại sân khấu có sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Đạo diễn sẽ là Phạm Hoàng Nam cùng ekip thực hiện chương trình thân thuộc gắn bó với đêm hội chân dài từng diễn ra tại Việt Nam ở những năm trước. Hàng loạt ca sĩ, siêu mẫu và hoa hậu hàng đầu Việt Nam sẽ trở thành khách mời hoặc tham gia biểu diễn tại sự kiện này. Mới đây, ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp cũng công bố poster để quảng bá về chương trình. Hàng loạt mỹ nhân của Venus, trong đó nổi bật nhất là Ngọc Trinh và có cả những người đẹp siêu mẫu. Mặc dù không còn chịu sự quản lý của ông bầu, như Thái Hà cũng được mời xuất hiện ở vị trí nổi bật và sang trọng. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Berlin của Đức. Để phục vụ cho đêm diễn mang tính chất quy mô, đình đám, ban tổ chức không loại trừ khả năng phải thuê nguyên một chiếc Boeing để di chuyển. Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết đây là năm thứ hai anh thiết kế trang phục, bộ sưu tập cho chương trình. Năm nay, khuynh hướng thiết kế của anh dành cho mỹ nhân đêm hội chân dài sẽ là những bộ cánh rực rỡ sắc màu, tôn dáng và đặc biệt là sẽ rất gợi cảm. Rất nhiều hoa hậu, á hậu cùng các ngôi sao người mẫu tại Việt Nam đang rất hào hứng, mong mỏi được tham gia đêm diễn. Trong những chia sẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp cho biết sẽ bán mở hệ thống bán vé chương trình trên web trong thời gian tới. Sốc với bức ảnh Phan Mạnh Quỳnh gửi cho bạn gái trong tin nhắn riêng tư. Không thể ngờ nam ca sĩ vợ người ta lại có thể gửi bức ảnh này cho cô bạn gái xinh đẹp của mình.
Công khai tình cảm với bạn gái xinh đẹp, Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên khiến fan ganh tị với những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào. Cả hai đều thoải mái chia sẻ hình ảnh của nhau lên trang cá nhân và đều được fan ủng hộ nhiệt tình. Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình, điều khiến cặp đôi này gắn kết có lẽ một phần nhờ vào tính cách lầy lội không khác gì nhau. Có lần Khánh Vy chia sẻ trên Instagram đoạn tin nhắn giữa cô và Phan Mạnh Quỳnh cùng dòng cấp trên: hạnh phúc dẫu biết là những điều giản đơn. Tuy nhiên, fan lập tức tá hỏa khi phát hiện bức ảnh mà nam ca sĩ vợ người ta gửi cho bạn gái. Đó là hình ảnh lúc anh chàng đang ở trong nhà vệ sinh. Khánh Vy không kém khi kể cho người yêu biết mình cũng đang trong tình trạng tương tự. Tin nhắn siêu lầy của cặp đôi này khiến fan không thể nhịn nổi cười. Anh chàng thản nhiên chụp ảnh lúc đang ngồi ở nhà vệ sinh để gửi cho người yêu. Đây không phải là lần duy nhất Khánh Vy đăng tải tin nhắn riêng tư của mình và bạn trai. Trong những mẫu hội thoại ngắn cô nàng công khai, có thể thấy nam ca sĩ vợ người ta rất nhường nhịn và biết cách yêu chiều người yêu của mình. Mỗi lần Khánh Vy giận dỗi không thèm nói chuyện, anh chàng lại rối rít xin lỗi và luôn chủ động làm hòa. Phan Mạnh Quỳnh khiến mọi cô gái đều phải ganh tị với Huỳnh Khánh Vy. Có thể thấy Phan Mạnh Quỳnh rất nhường nhịn và yêu chiều người yêu. Anh chàng cũng liên tục thể hiện lời nói ngọt ngào và tình cảm. Vợ vợ chồng chồng ngọt xớt, cặp đôi vô cùng hạnh phúc với tình yêu của mình. Xinh đẹp có tài giàu có, vì sao Phi Nhung vẫn lẻ bóng một mình? Thành công trong sự nghiệp, tiềm lực tài chính vững vàng, nhiều khán giả thắc mắc vì sao Phi Nhung vẫn ở vậy trong suốt nhiều năm qua. Mới đây, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ công bố hình ảnh con gái ruột lên trang cá nhân. Theo đó, con gái Phi Nhung tên là Wendy Phạm. Cô vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành y tá ở một trường đại học tại Mỹ và là niềm tự hào của ca sĩ Nỗi Buồn Chim Sáo. Trước đó vài tháng, nữ ca sĩ từng thừa nhận về con gái ruột trong một talk show. Cô cho biết, tôi có một con gái học rất giỏi, 4 tháng nữa sẽ ra trường và làm y tá. Việc công khai con ruột khiến khán giả tò mò về đời sống tình cảm của Phi Nhung. Nhiều người thắc mắc sau bao năm, khi đã gây dựng được sự nghiệp thành công, đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho gia đình, Phi Nhung vẫn lẻ bóng âm thầm nhận con nuôi, quên đi hạnh phúc của riêng mình. Hy sinh hạnh phúc vì đàn con thơ. Trên trang cá nhân, Phi Nhung viết cho con gái ruột: nhiều lúc con hỏi mẹ sao mẹ không lấy chồng, vì mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường, vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được, mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em của con ở Việt Nam. Ngày con được vinh dự nhận tấm bằng thủ khoa, mẹ không thể về tham dự, vì mẹ phải phục vụ bà con cô bác ở Việt Nam, những người đã yêu mến tiếng hát của mẹ để kiếm tiền nuôi con ăn học, nuôi các cậu dì của con và nuôi các em mồ côi, mẹ không thể phụ lòng khán giả được. Trước đó, Phi Nhung cũng nhiều lần thể hiện quyết tâm hy sinh hạnh phúc của bản thân để nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Cô từng tâm sự, tôi muốn dành tất cả tình cảm của mình cho các con, vì các con sinh ra đã thiếu thốn rất nhiều. Nếu mình chia sẻ cho người khác nữa thì không công bằng cho các con của mình. Để các con được trọn vẹn hạnh phúc, tôi phải hy sinh hạnh phúc riêng. Không có mái ấm riêng, nhưng với tôi, các con chính là người che chở cho mình. Từng muốn đi tu vì tình duyên trắc trở. Tấm lòng nhân ái của Phi Nhung khiến khán giả thực sự ngưỡng mộ, nhưng ít ai biết rằng cô đã từng nếm trải cháy đắng từ những cuộc tình không trọn vẹn trong quá khứ và quyết định đơn thân vì lẽ đó một phần. Trong bài phỏng vấn với báo Gia đình và Xã hội cuối tuần được phát hành vào năm 2012, Phi Nhung từng thừa nhận việc đã yêu và sống như vợ chồng với hai người đàn ông, nhưng họ đều bỏ chị mà đi. Nữ ca sĩ cũng không giấu giếm những dự định lên xe hoa bất thành trong quá khứ. Chị tâm sự, là con gái mỗi khi đứng trước một người đàn ông, đặc biệt là những người đẹp trai hào hoa phong nhã, trái tim tôi cũng rung động lắm chứ. Thực tế tôi cũng có vài mối tình nhưng chẳng hiểu sao, mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Người tôi yêu thì chẳng được, người yêu tôi thì cứ bám riết theo đuổi. Chẳng trách người đời có câu, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Những lúc như vậy tôi lại vùi đầu vào sự nghiệp ca hát để quên đi những mối tình sầu. Khi ngẩng đầu lên nhìn lại, hóa ra mình đã sắp qua ngưỡng tứ thập. Với tôi, chuyện tình thật trớ trêu. Hiện nay có một vài người đàn ông vì ngưỡng mộ giọng hát nên họ yêu tôi đến mức si tình. Bị tôi từ chối thì họ tìm đủ cách thuyết phục, thậm chí là khống chế, hăm dọa. Khổ nỗi, họ là những người đàn ông đã có vợ và con. Chỉ cần gật đầu là tôi sẽ có họ, nhưng nếu làm vậy thì tôi chẳng đành, vì mang tội cướp chồng người ta sẽ làm vợ con họ khổ. Bởi vậy ở tuổi 40, nhưng suốt ngày tôi phải chạy trốn tình yêu. Mới đây thôi, có một đại gia tại Hà Nội theo đuổi tôi như hình với bóng. Khi biết tôi đi hát, bất cứ nơi nào cũng lần mò đi theo. Khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa,
Lập tức người đàn ông đó ra sức ngăn cản làm khó. Vì quá sợ nên đã có lúc tôi định nhờ công an can thiệp vào chuyện này, hoặc khi biết tôi trở về Việt Nam ca hát, đã có đại gia đánh tiếng tìm đến với tôi, họ muốn giúp tôi kinh doanh giọng hát nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi sợ đại gia lắm, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì, họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của, nghĩ lại thật nực cười và mâu thuẫn. Là phụ nữ tôi cần người đàn ông để làm chồng, là ca sĩ cần đại gia chống lưng, nhưng cả hai thứ đó tôi đều chạy trốn, chẳng biết nên gọi tôi bị hâm hay ông trời thật bất công với tôi nữa. Quá đau đớn trước những cuộc tình bất hạnh, Phi Nhung đã từng nghĩ đến việc đi tu, nhưng sau nhiều ngày trăn trở, cô quyết định sẽ làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội. Nữ ca sĩ ngậm ngùi, chuyện chồng con của bản thân, tôi nghĩ nên dành cho kiếp sau, kiếp này tôi không cần một người đàn ông ở bên cạnh.